Xăm môi khác hôn môi như thế nào? Có rất nhiều khách hàng nói rằng xăm môi đi sâu hơn thì sẽ được bền hơn. Điều đó đúng, nhưng khi chúng ta đi quá sâu, vượt quá lớp thượng bì đến tận lớp trung bì thì sau khi làm xong, môi của chúng ta sẽ bị dày mực, nếp mực, nhăn môi, xỉn màu sau một thời gian chơi. Chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ nên làm hôn môi, bởi vì hôn môi chỉ là đi trên lớp thượng bì của da, như thế mực sẽ ngấm vào trên bề mặt da thôi, khiến cho màu sắc của chúng ta tự nhiên trong trẻo, mượt mà và giữ được màu nhạt dần theo thời gian. Tuy là thời gian chơi ngắn hơn nhưng mà sẽ không gây hiện tượng nhăn môi hay bết xỉn gì cả. Và hiện giờ chúng ta lại dùng những cái loại mực là organic, mực tự nhiên, cho nên sẽ rất là an toàn và lành tính. Như thế cái màu môi chúng ta sẽ luôn luôn đẹp. Và cái công nghệ xăm môi nó rất là cũ rồi, chúng ta hãy lựa chọn phun môi nhé.